đi về kiếm để chị đi nhá. Đi với chị á. Không ở nhà á. Không ở nhà á. Đi với chị á. Đói chưa à? Em đói chưa à? Em đói rồi á. Cái gì mà cảm em đói rồi, đi thôi nhỉ. Vâng. Đưa ăn ở đó. Bác chị đi xem nào. Ôi giời. Đi đâu? Tối qua em đã đi theo chị xong hai chị nhá đây. Đấy. Em đau ở đây này. Đấy, đây này. Đó. Đi. Em đau rồi, bây giờ đi không theo không không đi nhá. Tối qua em đi theo chị á, nhá cho em đau rồi á. Đấy, em đứng ở đây nhá. Ở đây cho chị lấy. Đấy, đứng chứ. Bé. Chị ở trong rồi. Chị lấy đu đủ. Chị ở trong rồi. Đi bán nhé. Vâng, rồi. Đi bán em ăn cái gì không? Ăn kẹo. Ăn gì? Kẹo vòng vòng. Ăn kẹo vòng vòng là cái gì? Nhưng mà thế chị cho chị một mua dép, một đôi dép nhé. Vâng. Để chị nhá. Để chị. À, để chị. Chị lấy cho em. Sao em thích ở với chị thế? Đi, cái này bé quá, đi lấy, đi tìm cây khác. Oh.
vào vui nhá. Đứng ở đây cho chị nhặt quả. Đi bán cho rửa. Cảm ơn. Đi không? Đi. Đi. Hàng đi á. Hàng đi, hàng đi. Đi đây không? Đi đây không? Có lấy đu đủ không? Đu đủ ấy. Này. Quả mà lấy đăng này, 2.000. Cho, chị lấy ra cho cô nhá. Cô lấy hết nhá. Đấy, cái mũ bẩn hết rồi. Bẩn hết rồi đi. Chặt cho nhá, em nhá. Chặt cho em. Còn bao nhiêu tiền đấy? 30. 30. Xin nhá. Ôi nhá. Đi, 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 bye bye nhá. Rồi, bye bye cô rồi nhá. Dép, dép, dép. À, đi dép vào, đúng rồi. Đây, 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 đây. Đi bên này chứ, trên này đi bên này chứ. Bye nhá. Vâng. Em cảm ơn nhá. Rồi. Nắng lắm đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ lắm rồi, em đi hàng xóm chơi một tí đi, chị nấu ăn nhá. Chị nấu chín thôi, chị gọi em nhá. Chị ơi, đi mua chén. Hả? Đi mua chén. Dạo không có chén, em ăn hết được rồi. Chị mẹ lắm rồi. Em đi chơi nhá. Em đi chơi một tí, em về nhá. Ăn rồi, mẹ quá. Ăn suốt ngày rồi ăn. Không biết bố mẹ đi đâu. Lấy bát về, bạn lấy thôi.
mang không? Ngon lên giường một chân để chị à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.